Dạ em chào anh em, thì có rất là nhiều anh em mình hỏi em chăm sóc cái cây mai sau khi ghép như thế nào Thì trước đó là em có làm một cái video về cái việc mà nuôi phôi nó ra thuần chậu như thế này nha anh em Cây này không chưa có ghép nha anh em, đây đang nuôi zin nè, nuôi zin à, Này thì hiện tại là có thể gần như ghép được rồi nha anh em Thì cái này sẽ là một cái tổng hợp từ đầu đến cuối của cái việc nuôi phôi cho đến khoảng một năm tuổi luôn nha anh em để mà anh em mình lưu lại có thể là mình sau này mình chơi đó thì mai mai vàng hay mai tứ quý gì cũng như nhau hết nha anh em trong video này thì em chia sẻ mai vàng mai tứ quý mai dù hình thể nào nó cũng sẽ giống như nhau nha anh em cái này cây đổ nè cây chật ép chậu nè anh em ép chậu cho bonsai và cái cây này cây mai vàng à công nghiệp lên thì toàn bộ đều, đều, đều sử dụng phương án giống nhau hết rồi đầu tiên thì anh em mình xem là quy đô cũ của em chia sẻ với anh em là nuôi phôi như thế nào thì đầu anh cuối em chia sẻ rất là cụ thể thì anh em mình xem hết cái clip đó khi mà mình mua phôi mình làm theo cái clip đó rồi xong cái cây nó ra được như thế này thì tiến hành làm theo cái clip này nha anh em thì đầu tiên thì tiến hành ghép anh em ơi ở đây em có cái cây ghép mai vàng ghép bảy tạo anh em ơi Dẫu Tân Châu bày Tạo đó anh em Này thì cũng hot ở trên mạng Thì cái cây này thì cũng nuôi khỏe mới ghép nha anh em Đây Ghép vô mấy cái chân cành của cái cây này Thì trước khi ghép đó Có một số cái lưu ý nhỏ vậy thôi anh em ơi Cái cây phô với lại cái cây mình lấy bo đó Mình nghĩ phong thuốc khoảng chừng 15 ngày là đẹp nha anh em Ví dụ như không 7 ngày 8 ngày, 10 ngày cũng được không có cần chính xác lắm Nhưng mà khoảng 15 ngày là đẹp thì cái cây này á là sau khi mà anh em là mình ghép như thế này nè thì gần như là không có cần phân thuốc gì hết nha anh em tưới thì rất ít nói chung là chỉ dừng ẩm thôi à, với cái điều kiện mà mưa như thế này anh em mình thấy còn ngập nè mưa như thế này thì đem vô máy hiên thì tốt hơn mình kiểm soát nó dễ hơn thôi chứ không có gì anh em còn ví dụ như ở nhà anh em mình rảnh có một hai cây thì mình chùm chậu hay là mình dùng cái biện pháp khác thì cũng được nhưng mà không có thời gian mình đi làm á mình đem vô máy hiên mấy hiên thôi anh em đem vô nhà luôn thì ngọt lắm nhưng vô máy hiên thoáng gió tránh nắng tránh mưa trực tiếp vô cái cây là ok rồi nó chỉ cần như vậy thôi rồi sau khi ghép thì nó sẽ trò đầu lên như thế này nha anh em đây nó kiểu trò đầu lên như thế này thí dụ như anh em mình chùm bao ni lông á thì mình cũng thấy được cái trò đầu của nó mình cho nó cái lá nó ra được bự một khoảng khoảng như thế này nè thế này nè mình có thể mình tháo bọc được rồi. Còn cái của em là em ghép bằng màng bọc thực phẩm á, thì để buổi chiều thì em sẽ tháo qua từ từ nha anh em. Tháo hai ba ngày em tháo qua từ từ, tháo cho nó hở ra chút xíu. Qua ngày hôm sau em tháo hở qua chút xíu, qua ngày hôm sau em sẽ tháo hết. Thì khi mà anh mình tháo cái bọc ni lông á của anh em mình cách ghép tháo bọc ni lông á, thì mình tránh cái lá này đụng bọc ni lông nha anh em, nó rất là dễ cháy. Rồi thì mình cũng tháo qua từ từ nha anh em. Có thể là anh em mình lấy cái đứa thuốc á hoặc là cái giao mình cắt cái bọc chút xíu ví dụ như chiều tối nay nè cắt cái bọc chút xíu qua ngày qua ngày hôm sau mình tháo cái bọc ni lông tháo cái cái cột dây bọc ni lông ở dưới mình cho nó hở ra để nó thở qua ngày hôm sau mình tháo hẳn luôn đó là cái cách tháo uh, sau khi ghép thì từ cái khoảng thời gian mình ghép uh, cho đến cái khoảng thời gian mà mình tháo ra uh, nó uh, mới em ví dụ như anh em mới tháo ra để giống như thế này đây anh em thì mình không có phân thuốc gì nha anh em nhưng mà khi mà mới ra như thế này Nếu mà nhà anh em mình á Mà ít cây Thì không có còn quan tâm bộ chỉ luôn cũng được Mình canh nha anh em thiếu mình thấy là mình xịt Còn nếu mà nhà anh em mà kiểu như vườn mình em á Hoặc là nhà anh em mình chuyển đồ này kia nó nhiều anh em Thì mình chịu khó à, Mình quơ nhẹ cái bộ chỉ nha anh em Quơ xương qua một cái mình, à, mình, đẩy cái hơi bộ chỉ nhiều khi Nó ra lò ra rồi có nhiêu xíu này Bộ chỉ vô tám cái xong cái Xong cái bo luôn nha anh em Nhiều khi mạnh mạnh thì nó lướt qua được Nhưng không nó bị teo cái bò cái chỗ này nó nó suy si, nó yếu luôn thì chỉ cần thuốc bò chỉ trong cái giai đoạn đầu tiên này thôi rồi giai đoạn thứ hai cũng lấy cây này ví dụ nha anh em thì mấy cái ghép nó ra thì khoảng chừng mình cho là một tuần nó ra được như thế này nha anh em thì cái thời điểm này bắt đầu mình ngoài cái việc bò chỉ thì phải xịt thường xuyên định kỳ 7 ngày 10 ngày 15 ngày à, tùy theo anh em mình ví dụ như nhà nhiều cây thì mình xịt mật độ dày hơn chút xíu Nhà ít cây thì có thể 15 ngày mình xịt luôn một lần cũng được Tại vì ít cây thì cái lây lan nó ít nha anh em Còn nhà vườn thì 7 ngày, 8 ngày xịt lần Tại vì nhà vườn số lượng nó nhiều Thì ngoài cái việc xịt thuốc bầu chỉ Thì anh em mình có thể bắt đầu mình tưới dưỡng rải được rồi Thì cái dưỡng rải là trên thị trường mình có rất là nhiều cái sản phẩm Nhưng mà em chỉ giới thiệu, em khuyên anh em mình sử dụng hai cái sản phẩm à, NPM, Root 2 thôi Root 2 theo cái của em giới thiệu nha anh em Rút 2 trên thị trường giờ có một số cái sản phẩm nó tên rút 2 luôn nhưng mà không phải cái rút 2 truyền thống mà anh em làm mai xài hồi đó giờ thì em có để cái link liên kết tới cái chỗ mà bán á thì anh em nào muốn mua thì có thể tham khảo rất vô mình tham khảo nha anh em rồi mình tối à, pha theo cái liều lượng theo cái thời gian mà em à, chia sẻ cho anh em ở trên màn hình đó nhưng mà anh em à, mình lưu ý về cái khoảng thời gian như nó như thế này. Thì tưới là cũng có thời khoảng thời gian ví dụ như 15, 20 ngày tưới một lần nhưng mà sẽ canh theo cây đó nha anh em Tùy theo cái cây sung khỏe này kia, nhiều khi thấy sung nó đi tuột như thế này nè Thì ngừng tưới nha anh em Nhưng mà với anh em mình ở nhà đó mà chia sẻ theo cái hướng đó thì Giờ anh em mình nói anh em mình cũng không có làm được Thì em sẽ đưa cho anh em cái lực như thế này thí dụ như nó đã ra được những cái tuột giống như cái cây nãy em quay với anh em đó thì mình bắt đầu mình tưới lần đầu tiên ví dụ nó ngày mùng 1 nha anh em mùng 1 đầu tán để mình tính ngày cho nó dễ thì đến ngày khoảng 15 tính hoặc là 20 à, uh, trong tháng đó khoảng 15 uh, tính 20 trong tháng đó mình tưới thêm lần nữa rồi có thể là 30 hoặc là qua tháng sau khoảng chừng 15 20 ngày sau mình tưới lần nữa là bắt đầu là kể như mình tưới được 3 lần nha anh em lần thứ tư thì đáng lẽ là khoảng 15 đến 20 à, uh, âm lịch uh, 20 tháng sau đó là mình tưới uh, nhưng mà cái khoảng đó bỏ nha anh em có nghĩa là mình tưới ba lần theo cái lịch là 15 20 ngày tưới lần nhưng mà lần thứ tư á, anh em mình không tưới theo lịch mình bỏ luôn có nghĩa là cho nó một cái nhịp nghỉ cho anh em làm như vậy lưng phiên lưng phiên thì à, nó hợp lý đối với anh em mới chơi nó cũng không có ngợp cây quá nhưng mà cũng đủ dưỡng chất cho cái cây mai thì ở đây á, là em chỉ khuyên anh em mình tưới dưỡng rễ nha anh em có một số anh em mình à, vừa nghe theo cái cách chăm sóc của em nhưng mà anh em mình kết hợp luôn cái bài phân của anh em khác có nghĩa là có thể là anh em mình sử dụng nạp nhưng mà anh em mình kết hợp atomic nè hoặc là kết hợp thêm uh, Humic thế hay nãy kia vô đó thì khi đó cái lịch nó phải giãn ra dài lắm nha anh em chứ nó không có dày đặc được như cái của em cái em mà chia sẻ nb hoặc root hai mình tưới đó à, uh, 15 20 ngàn lần đó là chỉ có một cái loại đó thôi nha anh em không sử dụng bất kỳ các loại phân nào khác không có sử dụng hôn không có sử dụng uh, phân bón uh, nbk hoặc là cái sản phẩm khác không có sử dụng phân bón lá luôn nha anh em chỉ sử dụng một cái dưỡng rễ duy nhất của em thôi anh em mình xài cứ trong vòng 3 tháng đi ba lần xài một lần nghỉ à, là cái cây mai mình nó sẽ ổn định thôi nó không có cần thêm mấy phân bón khác đâu nếu mà có sử dụng hơn ngón khác đó, thì anh em mình nên à, cân nhắc về cái lịch tưới mình giãn ra chứ nếu mà anh em mình tưới theo cái lịch của em á 15 20 ngày tưới dưỡng rễ lần ở trong đó anh em mình chọt chọt thêm phân bón hoặc là hôn mít cái này cái kia đó thì cây rất là dễ bị dư phân nha anh em rồi sau khi mà mình tưới được khoảng 3 tháng là khoảng 5 đến 6 lần theo cái lịch của em anh em Thì có thể nó ra được tầm nhiêu đây Hoặc là nhiêu đây Hoặc là nhiêu đây Nó tùy theo thể trạng của cây rồi Tùy theo cái độ hên xui nữa nha anh em Chứ rất là khó để mà đi đều Thì đến bây giờ đó Nếu mà anh em mình chơi ở nhà mình vô kẽm được rồi nha anh em 3 tháng này ở tầm này Mình có thể mình vô kẽm được rồi nếu mà anh em mình có nghề chút xíu mình tìm hiểu chút xíu mình hiểu hơn chút xíu thì nhỏ hơn cái chi cành nhỏ hơn thì có khoảng như thế này nè này mình thấy nè cái này là ghép sau nha anh em nó nhỏ nó tầm như thế này nè khoảng trong tháng đi thì mình có thể mình ghép ra mình có thể mình vô kẽm rồi cũng tùy theo cái kinh nghiệm của anh em nha anh em có nghĩa là cái thời gian vô kẽm có thể ba tháng nó, nó, lớn hơn chút lớn cỡ vậy cỡ vậy hoặc à, là cỡ một tháng như thế này thì vô kẽm cái nào cũng được nha anh em theo cái kinh nghiệm cái mức độ à, khéo tay cái cái mức độ sâu của cái tìm hiểu của anh em nha anh em nhưng mà em lưu ý với anh em á làm đi thì chịu khó mình lơi chút xíu nha anh em lơi lơi cái kẽm á Nếu mà mình không có siết cứng không có bó cái kẽm cứng vô cái thân nhiều tại vì cái giai đoạn này nó mập nhanh lắm anh em á. nhiều khi một tuần ra anh em mình thấy nó rất là khác biệt rồi thì không có siết cứng mình lơi chút xíu cái thứ hai mình theo dõi nha anh em để đối huyết À, lớn quá thì lớn cái này thì không nói nhưng mà nhỏ quá mà nó quyết như vậy nó rất là dễ bị à, gãy sau khi mình tháo kẽm ra đó nó rất là gãy nha anh em tại cốt ở trong nó rất là nhỏ thì khi cái giai đoạn vô kẽm thì chỉ có cái lưu ý đó thôi à, tầm 3 tháng trở lên đó anh em mấy cây à, mà sung khỏe anh em mình thấy nè à, tầm tầm cỡ vậy nè thì có thể mình cho ăn à, phân hữu cơ được rồi nha anh em phân dê à, pha loãng chút xíu ví dụ như bình thường này em chia sẻ với anh em mình 5 g trên một lít nước thì có thể mình pha 2,5 gram cho một lít nước thôi còn không á thì mình ví dụ như cái cây này bình thường mình tưới phân là hai lít nước hai lít phân đi hai lít nước pha phân mình giảm lại thôi khoảng nửa lít một lít mình tưới cũng rìa chậu biển bình thường như mọi cây nhưng mình giảm lại lượng phân cho cái cây những cái cây, cây, cây non như thế này cái lý do đầu tiên là cái rễ nó ít nhanh em cái thứ hai là trên cành nhánh nó cũng ít mình tưới nhiều quá thì nó rất là dễ ngộ phân nó không có tốt cho cây đâu nhiều khi nó tác dụng phụ anh em mình giảm liều lượng hoặc là, là giảm số lượng nước tưới vô cái cây mai à, lượng phân vô cây mai là ok nha anh em còn cái phân hữu cơ thì theo em á nó nó cũng vô chừng anh em theo em thì anh em mình mới lập chơi năm sáu tháng đủ lên ghép sau khoảng năm sáu tháng mình mới đi nào bị ca nha anh em chứ không có cần thiết phải đi uh, sớm đâu anh em Tại vì ở trong cái dưỡng rễ ấy, mà em có chia sẻ với anh em á là nó đã có cái dinh dưỡng rồi, à, NBM đã có NBK rồi, rút thì nó cũng có một số cái dưỡng chất ở trọng rồi, nó đủ nuôi cây rồi. Rồi mình bổ sung thêm hữu cơ đó, nó đủ nuôi cây rồi anh em, không có cần đi NBK đâu. À, cũng không có cần thiết gấp, không có cần thiết sớm nha anh em. Còn đối với dưỡng rễ ấy, thì sau khi mà anh em mình xài theo cái lịch 15 ngày một lần thì bắt đầu mình cho vô ăn phân anh em thì bắt đầu khoảng từ tháng 4 chỗ đi Tùy cây thì hồi nãy em có liệt kê cho anh em rồi thì khi mà anh em mình bắt đầu cho cây mang phân là mình giảm cái lượng dưỡng rễ lại nhanh em có thể là à, trong một tháng trong 30 ngày liên tục thì mình cho ăn phân à, hữu cơ à, và dưỡng rễ một lần duy nhất thôi theo cái lịch đó và anh em mình lưu ý là cũng phải có cái lịch nghỉ giữa chặn cái kiểu là hai hoặc ba lần tưới thì mình nghỉ một lần nha anh em giống như cái phần trước em có chia sẻ cho anh em cái dưỡng rễ thì gần như trong dòng 6 tháng đầu tiên hoặc là một năm đầu tiên đối với tứ quý thì mình tưới đều đặn đều rất tốt cho cây mai nha anh em để kích thích cái bộ rễ của nó phát triển hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho cái cây mai đặc biệt là cái dòng tứ quý tứ quý anh em tứ quý thì cái tốc độ sinh trưởng mà phát triển cái bụi rễ của nó chậm lắm nha anh em chậm hơn thằng mai vàng rất là nhiều à, đối với em mà làm cái mai ghép trong giai đoạn đầu thì tứ quý rất là khó làm nha anh em em cũng không biết sao trên mạng là chia sẻ là tứ quý dễ làm hơn mai vàng nhưng mà thằng tứ quý theo em rất là khó làm hơn so với mai vàng dù là mai vàng nha hay là mai vàng à, mai vàng công nghiệp thì đều rất là khó làm nha anh em Vì do đó thì anh em mình tứ quý thì nuôi thật là kỹ đi rồi hãng ghép chứ nó không có đơn giản đâu cái, cây tứ quý thì nó bền cây bông nó đẹp nó sung khỏe khi mà nó đã sinh trưởng phát triển thường chậu rồi nha anh em chứ trong giai đoạn đầu tiên của nó rất là khó nha anh em. cây tứ quý rất là khó làm hơn so với cây mai vàng thì ở đây em rút kết lại với anh em mình là như vậy luôn rồi cái phần cuối cùng là cái thời gian nào mà mình có thể lựa chọn cái cây đó để chơi tết thì ở đây có nhiều cái luận ý kiến khác nhau nha anh em nhưng mà em tổng hợp lại một số cái cho anh em mình cân nhắc mình muốn đi theo cái đường nào cũng được. để đối với cây mai mà hồi xưa đó thì ít nhất cũng hai năm trở lên nha anh em. thời gian ghép khoảng hai mùa trở lên. hệ tới qua cái mùa thứ ba đó, đầu cái mùa thứ ba đó người ta mới tiến hành mình đi phân mình chăm sóc theo cái kiểu là mình chơi Tết nha anh em. có nghĩa là đi phân thì hai giây chút xíu, rồi những cái biện pháp này kia để mà làm mông làm nút vào cái giai đoạn cuối năm thì hồi xưa là như vậy. vậy đó, một cái phương án rất là an toàn cây mai mình được chăm sóc theo cái kiểu là dưỡng rễ, phát triển rễ, phát triển cành nhánh, xương chi, cốt cành, cho nó già, nó đạt cây đó. Nó qua tính đầu năm thứ ba, rồi mình mới làm thì nói chung là ba mùa đến em, ba mùa mới là chơi tết, thì như vậy là chuẩn nha anh em. đó là hồi xưa, Và bây giờ thì dây sự phát triển cái này cái kia rồi cái nhu cầu à, chơi mai nó nhiều, rồi một số cái khác thì có thể là anh em mình lựa chọn cái phương án đối với em thì cây mai vàng khoảng từ 8 tháng ghép đủ lên cây tứ quý thì khoảng một năm ghép đủ lên là mình có thể tiến hành mình làm bông làm nốt nhanh em có nghĩa là ví dụ như 8 tháng là mình bắt đầu cắt đôn mình cho nó về một cái chu kỳ mới tương đương với là khoảng tháng 1, tháng 2, tháng 3 âm lịch đầu năm anh em cây tứ quý thì một năm nhanh em thì mà qua đến năm thứ hai đó mình nói chơi chứ không phải là 8 tháng là mình chơi tết được rồi có nghĩa là 8 tháng là bắt đầu mình cắt đôn nè mình dọn cây lại mình đi theo cái chế độ cái bài phân cái này cái kia à, theo à, theo cái chế độ chăm sóc cây mà chơi tết nha anh em chứ không có theo cái chế độ chăm sóc cái cây mới ghép nữa thì đó là cái cái gọi là cái 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 lúc kết của em thì mà em chia sẻ với anh em mới tập chơi thì giống như trên màn hình anh em là cây này cây mai vàng nha anh em mai vàng ghép nhện ngọc toàn thì cây này nếu mà anh em mình ở nhà chơi là các nghĩ cũng chơi đến cái phương án chơi tết rồi à, cái phương án chơi tết là hiện bây giờ mình đổ bổ sung cái lượng phân nó hơi dày chút xíu nha anh em mình là bị cao 3 số đều hơi dày chút xíu à, hoặc là có thể sử dụng phân bón lá hoặc là kèm thêm sáu ba mươi mà đối với em thì không anh em cây này cũng có chơi tết nha anh em nhưng mà đi nhẹ nhẹ có nghĩa là giống như đi theo tự nhiên có bao nhiêu nút chơi bao nhiêu nút bây giờ cái quan trọng là cái bộ rễ này cái thứ hai là sắp xương làm xương chi cành để cây này cây thế em thì đối với bên nhà vườn là như vậy còn thí dụ như anh em mình nhà nếu mà mình gấp á, thì qua cái cây qua năm sau thì cây này nhiều khi nó yếu thì do anh em mình chọn thôi nhưng mà theo em là hai cái phương án em vừa chia sẻ cho anh em là phù hợp nhất một đó là năm thứ ba luôn hai đó là khoảng chừng mùa thứ hai là mình có thể chơi được rồi thì như vậy rất là an toàn nha anh em rồi cái phần những cái lưu ý khi mà chăm cái cây phô mới ghép thì uh, trong đây thì một số cái em thấy một số cái vấn đề mà anh em mình uh, hay gặp nhất rồi đầu tiên đó là uh, bị uh, gấp bo thì làm như thế nào ghép bo thì ghép lại thôi anh em thì cây mà đang đứng đột á đang đứng đột á kiểu như này nè đây rồi đang đứng đột nên anh em này đang chạy đột rồi đứng đột thì mình cứ đóng bo vô nha anh em rồi bình thường không có vấn đề gì phải lo uh, khi mà ghép như này thì mình uh, chú ý là thí dụ như là nó nằm ở dưới nè cái này cái trên ngọn thì nó rất là dễ tại vì ngọn nó phát triển nhanh hơn ở dưới nếu mà ghép ở dưới đó, thì mình chịu khó mình đôn những cái phần còn lại sát vô để mình nuôi dạng như mình dò mình nuôi cái phần ở dưới nha anh em nó chỉ có cái phần quý đó thôi là ghép dặm đó, thì ở trên thì không sao cái ngọn này không sao còn cái phần ở dưới đó, thì mình chịu khó mình đôn những cái phần đã phát triển rồi nè chứ không nó nuốt dinh dưỡng thì cái phần ở dưới một là nó bị teo hay là nó bị tiêu luôn nha anh em rồi một số cái bệnh mà có thể có khi ông cái giai đoạn mà mình nuôi phôi sau khi ghép thì nó cũng gần như cái cây thành phẩm nha anh em. Đầu tiên là anh em mình nên lưu ý cái nấm nấm ở dưới chất trồng, nấm rải nha anh em. Khi mà anh em mình mới vừa vô chậu thì có thể là mình sử dụng cái hydrogen gon hai gam trên lít, mình tưới ướt ẩm cho cái chất trồng luôn nha anh em một lần duy nhất thôi. Thì để cho mình bảo vệ cái bộ rễ ngoài ra thì Chico Đờ Ma Chico Đờ Ma thì anh em mình cũng có thể tham khảo mình mua và sử dụng cái liều lượng như thế nào thì anh em mình mua cái sản phẩm nó sẽ có hướng dẫn sử dụng nha anh em sẽ hướng dẫn sử dụng trên bao bì ấy. tại Chico Đờ Ma trên thị trường nó nhiều lắm bây giờ mà em nói cái công thức là bao nhiêu gam này nó sẽ không có chính xác thì mình cũng có thể kết hợp với Chico Đờ Ma cái ghi Domingon thì khi mà mình vừa vô cái chất trồng lần đầu tiên thì mình sử dụng bắt đầu mùa mưa sử dụng à, giữa giữa mùa mưa sử dụng cuối mùa mưa mình sử dụng để mình hồn trừ ở trong cái chất trồng nó có nấm rễ nha anh em rồi cái thứ hai thì mấy cái bệnh cơ bản khác ví dụ như là nấm lá nè nhện đỏ nè rồi một số cái bệnh về lá khác thì cây mà phôi mới ghép nó cũng như cây đình mẩm thôi nha anh em nó không có cái gì khác hết mình cũng phải quý những cái bệnh đó còn những cái bệnh đó là những cái bệnh nào thì cái video này làm nữa thì nó rất là dài anh em nào thích thì có thể xem lại những cái video cũ của em hoặc là inbox của em, em gửi lên cho anh em có một số cái phần nhỏ nhỏ như thế này anh em à, đầu tiên thì có một số anh em hỏi em là chia sẻ như vậy thì anh em mình nghe rồi anh em mình mua phôi, và anh em mình làm hết thì sao thì cái này rất là khó nha anh em cái chuyện mà em chia sẻ là một phần rồi anh em mình xem là một phần còn làm được hay không mà còn nhiều yếu tố chứ nếu mà mọi việc nó đơn giản vậy thì người ta đâu cần đi học người ta vẫn làm bác sĩ kỹ sư được anh em lên youtube xem chia sẻ này kia là bác sĩ kỹ sư được rồi cái thứ hai là em có quay mấy cái cây phôi rồi này kia đó thì có dính một cái cây phôi bị suy rồi có ông anh trên kênh youtube á trên phở bò chứ trên phở bò là là cà khỉa là, là, là kiểu là sao không cứu cái cây si đó đi thì nó hay lắm thì anh em mình cũng biết rồi em thì thiệt tình nó mai em thì cây phôi cây chết thì em nói bình thường anh em bữa em nói rồi mua năm mấy cây phôi về thì cũng bị xây ít mấy cây chứ không phải là không thì thật sự làm một cái cây phôi á mà trở thành một cái cây mai thành phẩm anh em mà gọi là già mùa đó khoảng năm sáu mùa xương chi cốt cành nó cỡ vậy nè rất là khó nha anh em rất là khó luôn nhà vườn còn chết lên chết xuống luôn nói chi anh em mình ở nhà chơi thì đối với mấy nhà vườn kia như thế nào em không biết nhưng mà đối với em thì em nói là thực tình là như vậy rất là khó bên nhà vườn còn chết lên chết xuống nữa nói anh em mình mới tập chơi rồi cái thứ ba đó thì uh, một số anh em mình uh, có inbox liên hệ với em là hỏi mua cây để chơi tết nhưng mà bên em không có hàng nhỏ anh em ơi anh mình hỏi hàng một hai triệu cũng có bên em là phải tầm 6 triệu đổ lên 6 triệu đến 10 triệu là có vài cây thôi hàng lớn lớn mới nhiều anh em hàng trọng 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 có như vậy nè thì anh em mình nào có theo dõi bỏ bò hay là giúp lào của em thì biết thì anh em nào yêu mến thì có thể hỏi với em ví dụ như anh em mình hỏi mà tư vấn chăm sóc cái này cái kia rồi đó thì em vẫn chia sẻ bình thường thôi không có cần phải mua cây của anh em cái này cây tứ quý ghép cúc Hồng hương là anh em ơi, cây thành phẩm sát rất là lớn anh em nào thích thì có thể liên hệ với em 55 quần nha anh em rồi anh em em hẹn anh em ở video tiếp theo